gì á? Sao á? Hả? Sao? Sao chặt 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 thế? Chuyện gì à? Ồ. Ta đi đâu á? Đi đâu? Sao con? Ủa Mon đâu rồi nhờ? Mon chơi đây đâu rồi? Mon thì nãy ngồi đây đâu con? Mon đi đâu? Con trông Mon rồi, Mon đi đâu rồi con không thấy à? Đi tìm Mon nào đi. Nhanh đi tìm Mon nào. Đi nào. Đi nào đi tìm Mon nào chứ, Mon đi đâu mà. Mon ơi. Con ơi. Con ơi. Ở đâu nhỉ? Con ơi. Con. Đi đâu Nguyên? Đâu nhỉ? Thấy Mon ở đây đâu? Mon có phải trong phòng không nào? Mon. Mon ơi. Mon đi đâu mà không thấy nhỉ? Mon ơi. Tụi mình đi đây nào. Ba không thấy Mon đâu hết nào. Đi đây nhanh lên. Không thấy đâu cả. Đi đây nhanh lên. Con đi đâu chứ Vi nhờ? Tìm mãi không thấy rồi. Đi đây nào, đi ngồi ba nào, đi đây. Con đi đâu thế? Đi đâu có Vi nhờ? Con đi đâu con? Sao con ba tìm mãi không thấy nhờ? À, để bác kiểm tra điện thoại xem nào. Kiểm tra camera xem. Đây rồi con. Ôi trời ơi, Mon chạy ra đây chơi à con? Giỏi thế, con Vi giỏi thế, con tìm thấy em à? Đi đây ba nào. Con tìm thấy em rồi hả? Giỏi thế. Ôi trời trời trời. Sao không nào? Ôi chứ đi chơi thế hả? Ôi trời. Được rồi. Chỉ ướt người thôi không sao đúng không? Chỉ ướt người thôi đúng không? Thôi được rồi, con Vi giỏi quá. Rồi đi, đi về nào. Cảm ơn, đi về nào. Ơn anh.
Thôi đừng đi chơi thế này các bạn nha. Ơi, đi chơi như thế đấy. Không sao nhỉ? Tắm thế nào, sạch thế nào? Rồi, thế này đấy nhá. Và tắm nước ấm rồi, không cần nước sạch đâu. Thôi, cứ đi vào cứ ra nhé. Ra này, ra mặc đồ cho em này, đi đây.